Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hàn. Và để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất thì các bạn nhớ ấn nút like và ủng hộ bọn mình bằng cách subscribe kênh. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Vào tối ngày 18 tháng 9, Blackpink đã chính thức cho ra mắt bản dance performance cho ca khúc Shutdown, sản phẩm thứ hai thuộc album Born Pink và là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ hai của nhóm nhạc nữ này. Trái ngược với loạt phản ứng trái chiều từ MV chính thức, bản dance lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Dù được đầu tư đơn giản nhưng phiên bản này được đánh giá là cuốn hơn cả bản gốc. Đây cũng là tình trạng tương đồng với hit trước đó của nhóm là How Like That. Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với bản dance này. Xin lỗi YG nhưng mà em thấy cái video đen nó còn cháy hơn cả MV được đầu tư tiền tỷ. Chắc kỳ này bản đen lại ngang ngược giống đợt How Like That quá. Pierre Rose nhưng Lisa tóc đen dài quá đỉnh, thêm cái bộ đồ này cũng đẹp nữa. Cứ đàn này là MV ra chuông gà thiệt đó mấy bà ơi, SOS MV. Cho đến nay thì Blackpink sở hữu 4 MV vượt mốc 1 tỷ view gồm Do 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 Do, Cupid Love Bombea và If It's Your Last. Tuy nhiên, truyền thống của nhóm nhạc này với những bản dance performance vượt mốc 100 triệu dường như lại khiến khán giả phấn khích hơn nhiều. Shutdown là MV được YG xác nhận có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử của công ty. Ngay sau khi ra mắt, Blackpink nhận về không ít lời khen khi cài cắm những hình ảnh quen thuộc từ các MV trước vào trong sản phẩm âm nhạc này. Darwin của Twice đã nhận được phản ứng dữ dội từ một số Blink fandom của nhóm nhạc nữ Blackpink sau khi cô ấy làm điều này. Trước đó thì Darwin đã quyết định giao lưu với người hâm mộ của mình, đặc biệt là các One, thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng giao tiếp fandom. Trong buổi phát sóng, Darwin muốn mở một video trên YouTube nhưng một quảng cáo bất ngờ xuất hiện, đó là MV La Lisa của Lisa. Khi video xuất hiện, Darwin nhanh chóng theo nhịp bằng cách gật đầu và giải thích rằng đó là một quảng cáo. Sau một vài giây thì nút bỏ quảng cáo bật lên và Darwin theo lẽ tự nhiên đã nhấn nó, không hề có ý xấu về thần tượng hay bài hát này. Điều này đã khiến một số người hâm mộ ngỗ ngược đổ xô vào Instagram của Darwin và để lại những bình luận khủng bố trên mạng xã hội của cô ấy. Tuy nhiên, điều này đã khiến một số người ủng hộ Blackpink, đặc biệt là các Blink, những người tình cờ bắt được những gì Darwin đã làm. Do đó, họ đã vào Instagram của Darwin để lại những bình luận ác ý và thù hận, yêu cầu nữ thần tượng phải xin lỗi Lisa. Đặc biệt, những người hâm mộ ngỗ ngược cho rằng Darwin đang thiếu tôn trọng Lisa, thậm chí còn cáo buộc cô là người phân biệt chủng tộc. Một số người hâm mộ còn suy đoán rằng Darwin đã vô tình bật bài hát của Lisa thông qua chế độ tự động phát và bác bỏ việc YG quảng bá bài hát của Lisa thông qua một quảng cáo trên YouTube. Thật không may, một số Blink không chỉ yêu cầu một lời xin lỗi mà họ thậm chí còn vu khống Darwin bằng cách gọi tên cô ấy và so sánh Twice với Blackpink. Khi những lời chỉ trích lan truyền trên Twitter thì One fandom của Twice đã ngay lập tức bảo vệ Darwin và chứng thực rằng nữ thần tượng không nói dối về quảng cáo bằng cách đăng các bằng chứng. Họ cũng đoàn kết để lại những bình luận tích cực trên Instagram của Twice Darwin, xóa dấu vết của những tin nhắn ác ý từ những kẻ thù ghét. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn like, comment và ấn subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.